Xe đạp điện không có khí thải trực tiếp ra môi trường như xe máy, ô tô, nhưng việc sản xuất điện cũng gây tác động đến môi trường. Đáng lo ngại hơn, xe đạp điện sử dụng nhiều ắc quy trì. Mỗi xe đạp điện thường gắn 3 đến 4 bình ắc quy. Mỗi bình ắc quy có tuổi thọ khoảng 2 năm. Nếu Việt Nam có khoảng 1 vạn xe đạp điện, thì 2 năm sau sẽ có 3 đến 4 vạn ắc quy trì phế liệu thải ra môi trường. Ắc quy trì được xếp vào nhóm chất thải nguy hại. Việc thu gom và xử lý phế liệu này phải do các doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép hành nghề thực hiện. Tuy nhiên, nhiều làng nghề ở Việt Nam vẫn thực hiện tái chế ắc quy với công nghệ lạc hậu, nên môi trường bị ô nhiễm nặng. Việc bùng nổ sử dụng xe đạp điện có thể làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường thông qua các làng nghề tái chế. Ngoài ra, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải, xe đạp điện nằm trong danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, nhưng hiện vẫn chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn để quản lý loại hình phương tiện này.